Từ một giống hạt mít lạ, một nông dân ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã thực sự thoát nghèo ở tuổi thất thập. Không những vậy, người nông dân ấy còn được bình chọn là 124 gương mặt tiêu biểu của cả nước sau 30 năm đổi mới lĩnh vực nông nghiệp. Những trái mít không hạt trong khu vườn có thể nặng hơn 20 kg. Vỏ mít có màu xanh, tỏa mùi thơm nhẹ. Khi xẻ ra sẽ không hạt, không có mủ, múi và sơ, có thể ăn cả sơ. Có màu vàng, cơm dày, vị ngọt thanh. Giá bán tới 50.000 đồng 1 kg. Với giá này, khách hàng phải trả hơn 1 triệu đồng cho một trái mít nhưng vẫn đông khách. Ban đầu chỉ ở khu vực Ba Láng nhưng hiện cây giống xuất bán khắp các tỉnh thành trong cả nước, cũng như xuất khẩu ra nước ngoài với giá bán 35.000 đồng một cây. Mỗi năm một vườn cung cấp khoảng 40.000 cây giống, thu nhập 1,4 tỷ đồng. Cùng họ nhà nhãn, khi nhắc tới những giống nhãn nổi tiếng như nhãn Lồng Hưng Yên, nhãn Cùi, nhãn Hương Chi, rất nhiều người biết và từng ít nhất đôi ba lần thưởng thức. Nhưng nhãn rừng không phải ai cũng biết bởi thứ quả này rất hiếm, chỉ mọc trên sườn núi cao, năng suất khó hạn, thậm chí nhiều cây còn không ra trái. Vì vậy mọi người không dễ gì mà mua được nhãn rừng ở chợ hay ở bất cứ quầy hàng hoa quả nào dưới đồng bằng. Tiểu thương này cho biết cây nhãn rừng mọc ở trên các vách núi đá, thường có sớm hơn các loại nhãn trồng khoảng 1-2 tháng. Mỗi lần vào mùa, bà con dân tộc thiểu số phải vào rừng, trèo lên núi đá hái. Không phải cây nhãn nào cũng có quả, có cây vài năm mới ra quả một lần. Cây nào sai quả thì được 20-30 kg, có cây chỉ lác đác vài quả. Hơn nữa nhãn rừng mọc trên cao, trèo hái khó khăn, ít người đi hái nên giống quả này lại càng trở nên hiếm. Các hãng hàng không và công ty du lịch của Anh đang lên kế hoạch cho ngày hành động vào thứ tư tuần tới để tăng áp lực lên chính phủ nhằm giảm các hạn chế đi lại khi còn vài tuần nữa là mùa hè. Ngành du lịch Anh cũng đang nỗ lực hết sức để tránh một mùa hè thất thu vì đại dịch COVID-19 sau một năm nhiều khủng hoảng. Nhờ vào việc nước Anh vẫn áp đặt các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt, kịch bản xấu này có vẻ khả thi. Theo dữ liệu của công đoàn phi công Bamba công bố, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới ngành công nghiệp hàng không của nước Anh nặng nề hơn so với các nước khác ở châu Âu. Điều đó thể hiện qua số lượt đến và đi hàng ngày từ Vương quốc Anh đã giảm trung bình mỗi ngày 73% vào đầu tháng này so với trước đại dịch. Mức giảm mạnh nhất ở châu Âu, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Pháp đều giảm dưới 60%.